quý vị và các bạn, thời tiết mùa đông thật là lạnh đúng không? Và trong những ngày lạnh giá như thế này thì không thể thiếu một sản phẩm đồ sưởi. Chính vì vậy ngày hôm nay Thu Phương sẽ giới thiệu đến quý vị những chiếc chăn đệm điện tốt nhất trên thị trường hiện nay, cũng như cách sử dụng chăn đệm điện sao cho an toàn và hiệu quả nhất. Đầu tiên đó là đệm sưởi Hando, được làm bằng bông và cốt tông. Tiếp theo là chiếc chăn điện nhung Hàn Quốc Udon. Cuối cùng đó là chiếc chăn điện Nhật Bản Akira, được làm bằng dạ. Chăn điện là sản phẩm chăn có thể sử dụng làm đệm điện, có chế độ sưởi ấm khi sử dụng điện do chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng. Chăn điện có cấu tạo gồm 2, 3 hoặc nhiều lớp, trong đó có một lớp dẫn nhiệt chạy đều bên trong. Đi kèm chăn điện có bảng điều khiển cho người dùng tiện dụng điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mã cũng như kích thước của chăn đệm điện để cho bạn lựa chọn. Đây là sản phẩm sử dụng điện nên rất nhiều khách hàng lo lắng nguy cơ về điện khi sử dụng sản phẩm. Vậy thì khi sử dụng chăn đệm điện thì bạn sử dụng như thế nào cho an toàn và hiệu quả nhất? Bạn nên bật chăn điện trước khi đi ngủ khoảng 30 phút và để có giấc ngủ ngon thì nên điều chỉnh nhiệt độ của chăn thấp hơn nhiệt độ cơ thể một chút. Không nên cắm điện cả đêm vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của chăn và làm tốn điện năng. Tuyệt đối không cho trẻ em hoặc người già có trí nhớ không tốt điều khiển chăn. Không nên gập chăn đệm điện thành nhiều nếp gấp vì có thể khiến chăn đệm điện bị gãy, dây điện bên trong bị hở, gây chập cháy và gây giật cho người sử dụng. Đặc biệt đối với quý khách hàng sử dụng chăn đệm điện thường thắc mắc chăn đệm điện có giặt được hay không? Câu trả lời là có, vì các chăn đệm điện đều được thiết kế cách điện hoàn toàn với lớp vỏ lót nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm và có thể giặt chăn điện sạch sẽ và nhanh chóng. Lưu ý là khi giặt chăn điện thì bạn không nên ngâm trong nước, không dùng bàn chải chà mạnh lên bề mặt chăn vì có thể làm hỏng lớp vỏ, không vắt hay là vò mạnh bằng tay vì có thể làm hỏng mạch điện. Chăn đệm điện có khả năng cảm biến nhiệt và tự ngắt khi nóng cục bộ tại một điểm. Sản phẩm mang lại hiệu quả sưởi ấm cao và sự tiện lợi cho người sử dụng. Vậy thì còn chần chừ gì mà bạn không sở hữu ngay một chiếc chăn đệm điện trong mùa đông này bằng cách liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại tại Hà Nội là 024-3785-5633 hoặc tại Hồ Chí Minh là 028-3830-8569 hoặc quý vị có thể truy cập vào website meta.vn để xem clip về sản phẩm và đang online. Đừng quên like, share video của Meta và đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.